Hey, hello Ngọc Ánh. Hello. Hello. Bạn nào mở là các bạn để avatar hoặc là để tên thôi, chẳng biết là bạn nào với bạn nào luôn ý. Hey, hello Khánh Nam. Giờ cô mới thấy. Hey, Đức An. Đấy, có vài bạn để thôi. Bạn nào nói đấy? Hello teacher, bạn nào nói kiểu mệt mỏi à? Hello teacher. Hello. No, not. I'm not getting COVID. Okay, I'm just coughing for like 2 weeks now. Oh my gosh. Okay. Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp. Dạ, các con. Không chưa là chúng ta nói về nè. Để cô ho nốt cái đã. Sao ý? Cô tí. Thì tay cô có vẻ là một quốc. Dạ. Yeah. Ok. À, sao? Ok. Hôm nay chúng ta đi lại những cái từ mới này nha con. Hôm trước là mình mới chỉ đọc thôi và mình quiz. Hôm nay các con hãy nối giúp cô là từ nào thì sẽ đi với cái tranh nào nha. Ok. Thành chưa? Nhớ là viết vào chat thì cô mới biết là bạn nào muốn nói á. Ok. Number one. Where is cabbage? Ok. What is cabbage in all of this pictures? Ok. Tina. Ok. Just a minute. Ok. Cabbage. It is letter C. Okay, let us see. Okay, so can you tell me more about cabbage? What is it in Vietnamese and how do you often cook it? Cabbage in Vietnamese is bắp cải. Yes. And I often eat it like a vegetable. And yes, it is a type really of vegetable. It's yummy mm-hmm. and really healthy. Okay, so how do you often cook it? Do you eat it raw? Do you eat it raw? Raw? Raw có nghĩa là sống. Con có ăn bắp cải sống không? Không. Sao với nấu hoặc là sao với thịt? Okay. We can stir fry it with some kind of minced beef or pork. Okay. Yeah. But you know what? We can eat cabbage raw. Maybe you put it in a salad, right? With mayo, lime juice or something. We can eat it raw. Okay, thank you, Tina. Okay. Next one. What is cereal? Cô nhóm cho các bạn huy trường. Trả lời chưa đúng cái thầy đúng không? Để cô gọi lại huy trường nha. Okay. What is cereal? What is cereal? Okay, can you listen to me? Cereal. Mm-hmm. Cereal. Mm-hmm. Do you remember the meaning in Vietnamese? No, I don't know it. No? Okay. Yeah. This is what you often eat during breakfast. Maybe not quite much in Vietnam, but kids around the world, maybe in the Western countries, they often eat it in the morning, okay, for breakfast. So ngũ cốc đó. Ngũ cốc, yeah. So what is the letter for cereal? It's a G. G, okay, cereal. Do you often eat cereal? No. No, okay, but have you ever eaten it? I don't eat. You don't remember? Yes. Okay, so we have a lot of flavor for cereal, maybe chocolate, fruits, or the vanilla. Okay, thank you, Chuong. I hope you can try some cereal someday, maybe in the future, okay? It tastes pretty good if you eat it with milk. Okay, thank you. Next one. What is
Chili. Chili. Okay. Bạn nào? Bạn nào mi nhiều thế này, cô kéo mãi không biết là tên bạn nào luôn. Lê Ngọc Ánh. Ok. What is chili? Ngọc Ánh. Hello. Are you there? Please open your mic. Please turn on your mic. Lê Ngọc Ánh. Are you there? No. Okay. Phương Nhạn. Để cô khó mới. Có đâu, có đâu. Lê Ngọc Ánh có phải con đang nói không? Nào lại ạ. What is chili? Chili is quả ớt ạ. Yes. What is it in this picture? Okay, what is the letter? The letter is it's L, right? Oh, okay. L. It is chili. Okay, do you like chili? Do you no, eat chili? Spicy. No. It is wow. Very spicy. Yeah, it's spicy. But don't you like spicy food? I like spicy food, but when I eat chili, I feel it is like very, very spicy and I can't eat it. It just only my father eat it every day. Okay. Okay. Yeah. Chili is very spicy and it makes our throat like some kind of burning sensation. It's pretty hot. Okay. When we eat chili, but I don't think I can get away with like not eating chili for most food. Like I put the chili sauce in banh mi or in pho, like in everything. It must be a little bit spicy. Okay. Can I ask you one more thing? Okay, where's cucumber? Cucumber. Cucumber. Mm-hmm. Cucumber is that in the dish of the letter E? Mm. Okay. There are slices of cucumber in the dish. Okay, in yes, E. It's like the banana slices. It looks like bananas. Okay. Yeah, yeah, I think so too. And are there are some in the like, dish next to it too? Before I look at it, I thought it is banana, but in the okay. list, I can see the banana word, and I look like cucumbers. Okay, very good, very good. So you are just guessing, right? Okay. It is cucumber. Okay, thank you, Ngọc Anh. Bạn nào mi nhiều quá. Okay, next one, toast and curry and rice. Okay, để cho nhanh nhá, cô sẽ hỏi hai cái một lúc luôn. Okay, Kelly. Okay, first one, what is toast? What is toast? Kelly? I saw you open your mic, but I haven't heard. I haven't listened to you. Okay. Turn on your mic again. Hello, Kelly? No? Where are you? Okay, Đức An nha. Okay, first one, what is toast? I think it is yes. Rồi, thì bên đang đang bị lag đúng không? Alo, alo, Đức An ơi, cô chưa nghe con nói gì luôn. Con có thể nói lại được không? I think it's đó là cái bánh vuông cô. Yes. It is bread, but it is toasted. Okay. It is not, it is a type of bread, but it's toasted. So it can, when you bite into it, it is very crunchy. Okay, so next one, curry and rice. What is curry and rice? Okay, where is it? Curry is okay. Mm. Okay, curry, đầu tiên là curry, thì nghe nó rất là tiếng Việt, nghe nó sẽ là cà ri con nhá, cà ri.
Okay, và rice thì là cơm. Okay, so do you know the origin of I this? think cold is the letter G, and rice and curry is a No, big it's not one. G. G is cereal. Remember? G is Oh, cereal. It is K. Zaya. K. J and K. K is rice and curry, and J is toast. Okay. I want to ask you, do you know the origin of curry? Nước ăn. Nào có tắt mic rồi. Lại á. Origin, nguồn gốc. Có biết nguồn gốc của món curry ở đâu India, I know this. It's không? Yeah, India. Have you ever tried it? India. Yeah, sometimes I How? tried it with chicken. Very good. How did it taste? I haven't tried it before. How did it taste? It's some spicy. Spicy? Yeah, I really love look spicy. Is it salty? Is it yeah. salty? Salty, spicy, some sour. Okay, sour? Yeah. All right. Do you remember the ingredients? Tắt mic rồi. Do you remember the ingredients in curry? It's a key. Very important ingredient in some onion. Onion? I Yeah. know it. Okay, onion. Or maybe beans. Phải đậu đúng không? Type of beans. I think I haven't tried it before. But I think it is quite smelly. Right? A lot of seasoning in it makes Cookie. it smelly. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Next one, fruity and honey. Hoàng Giang nha. Okay. Hello. Hello. So, what is fruity? Where is fruity in this picture? Maybe letter D. Yeah, D. Can you see the fruit? What type of fruit is that? Strawberry. Yeah, okay, it's strawberry tea. Okay. Do you like drinking tea? No, No? Okay. What is don't your favorite like. drink? I just like to drink milk and milk tea. Milk. Milk and milk tea. Okay, bubble milk tea. Boba milk tea. Okay, that's everyone's favorite. Okay, next one, honey. Where Honey. huh? Honey. Letter H. Okay, eight. Okay. How often do you use honey? Like in what kind of fruit, food or drink? How do you often use honey in your daily life? I put honey in my You put honey in your what? Bread? Yes, Okay. You it's spread it on the bread, okay? And then you toast it and you put some sugar on it. Oh my no. gosh, this tastes brilliant. Okay, it's called bánh mì nướng mật ong ngon cực luôn. Okay, cô vừa ăn tuần trước xong. Okay, you spread some honey and you sprinkle some sugar on it and you toast it. Crunchy and it is just paradise. Okay, thank you. Next one, next one. Where's yogurt and hot chocolate? Cao danh lưu nha. Không phải Cao danh lưu. Bây giờ bạn ấy tên là Bộ không à? Hai gia tô. Okay. Can you tell me, where's yogurt? Where's yogurt? Không phải con không, phải con không. It's Không. Yeah. Hey, so do you like yogurt? You like yogurt? Yes, I like yogurt. And what is your favorite flavor of yogurt? Đừng tắt mic nha, cô vẫn hỏi đấy. What is your favorite flavor of yogurt? Mở mic con ơi. Mở mic nào. Okay, what is your favorite flavor?
is yeah. Orange yogurt. Yeah, orange yogurt? Okay. Maybe we can, there are a lot of type of flavor in yogurt, right? We have fruits, aloe vera, nha đam. Okay. See nữa nhỉ? Maybe cheese. There is cheese in yogurt and it tastes a little bit salty and a little bit fatty. Okay. Thank you Danh Lưu hoặc là hi. Hi Yato. Tôn ngộ không. Okay. Next one we have hot chocolate. What is it? Bạn nào ấy nhỉ? Trần Khánh Nam. Okay. Mở được mic chưa? I'm here. Uh-huh. Where's hot chocolate? Hot chocolate. The picture B. Okay, picture B. Okay, so when do we usually drink hot chocolate? You know? When? When do we usually drink hot chocolate? Chúng ta thường là nóng mà đúng không? Nghĩa là con uống trước 12 và 1 giờ. Và gì hả? Nóng hot chocolate between 12 o'clock. Between 12 o'clock? Why so specific? Okay. I mean in general. Cụ thể quá con ạ. Uống vào lúc 1 giờ hả? So you drink hot chocolate in the summer? No. Okay. It is suitable to drink in cold weather. Okay, in cold weather. Maybe in the winter. Especially during Christmas. Okay. And you put some marshmallows into the hot chocolate cup and it tastes amazing. Okay, we should try it sometimes. And because Christmas is coming, right? Okay, thank you, Nam. Thank you. Next one. Okay, chúng ta chỉ còn 3 cái nữa thôi. Cô gọi một bạn nữa thôi nhá. Bạn nào? Wendy. Okay, Wendy, can you help me with the last three things? Okay, jam, mango, and salad. Hello, Wendy. Tự nhiên nói cái gì Bùi Tiến Dũng đây? Tự nhiên có Bùi Tiến Dũng ở đây. Oh, Wendy ơi, con có mở mic không? Cô gọi con nè. Bạn nào nói hộ cô gái? Wendy đâu? Thôi cô gọi bạn Kelly nha. Okay, nói cho cô giúp. Nói giúp cô ba thứ cuối cùng là cả jam, mango and salad. Okay, first one, where's jam? Wonderful jam. Okay, in English, please. Where's jam? What is the letter? What picture? Yes. Mm-hmm. The letter I. Okay. What type of jam is that? What is the flavor? I think is chocolate. Chocolate? Can you see the fruit? You know, jam is made from fruit. Everything that is made from fruit is called jam. Okay, so this is true. I think jam can make jam. Chocolate. Mm. Chocolate? Yeah. No, it is not called jam. It is maybe called a spread, chocolate spread or chocolate sauce. Okay, jam is made from fruits and sugar.
and you boil it in a pot until it melts together. Right? Okay. Jam là chỉ mứt con nhá. Và mứt thì được làm từ fruit là cái gì? Làm từ hoa quả này và đường. Mình sẽ đun nó trong một cái nồi đến khi mà nó tan chảy ra thì chúng ta sẽ có mứt. Đó. Okay, it is jam. Okay, next one, where's mango? Kelly? Mango? It's M. Okay, M, mango. Do you like mango? And how does it taste? Yes, I like. Okay, yes, I do. Yes, I do. So how does it taste? How are mangoes taste? How do mangoes taste? I think it's sweet and yummy. Okay, sweet and very yummy. A little bit sour if it's not too ripe. Okay, thank you. No. Next one. Last one. What? Where's salad? Salad. Okay, salad. The last picture. You haven't touched it yet. Salad? Salad là salad đúng không? Okay, where is it? I don't know. You don't know? Okay, it is F. Okay, this one. Salad is a mixture of different type of vegetables. Okay, you mix different types of vegetable together and you put some salad dressing on it and then voila, you have a salad. Okay, so we can put some tomato, cucumber, onions in a salad. Okay, maybe some ham or some type of meat in a salad too. Okay, thank you, Kelly. Thank you. Rồi, chúng ta đã xong cái bài này rồi. Okay. Next one. Cô nghĩ là các con nói được hết những cái từ này rồi đúng không nào? Cô cần một bạn thôi đọc giúp cô cái từ này. Các con không cần nghe đâu đúng không? Cô nghĩ là các con đọc được hết rồi. Okay. Quốc Trung. Những bạn nào cô gọi rồi thì hãy đợi cô ở những bài tiếp theo nhé. Hôm nay sẽ có quiz, yên tâm nha. Sao cô không tìm được tên Quốc Trung nhỉ? Quốc Trung lớp 2. À, con ở đấy rồi hả? Rồi, nói đi con. Sao con tự mở mic được? Yogurt. Yes. Yogurt. Hot chocolate. Hot chocolate. Yeah. Cabbage. Very good. Fruity. Yeah. Cucumber. Yeah. Cereal. Okay. It is called cereal. Cereal. Ốc sạn có hai cái cereal nhỉ? Nhầm rồi, cái này không phải cereal, chờ một tí cô sửa. Cái này là salad, phải không? Ok, we have salad. Ê, cô lại biết sai rồi, chờ cô tí. Ok, rồi, salad nha. Cái này tiếp theo mới là cereal này. Ok, next one. Honey. Jam. Toast. Okay. Curry and rice. Okay, next one. Chili. Con thấy không? Có hai âm tiết chili. Nào. Okay. Không phải là chiêu đâu nhá. Không phải là chiêu đâu nhá. Okay, chili. And yeah. Mango. Okay, very good. Thank you. Các bạn nào muốn nói không? Các bạn muốn đọc không? Để cô xem nha. Một bạn nữa nha. Để đọc đúng cho cô nha. Đào Khánh Linh. Không tìm được tên. Cái là yogurt. Đây à? Hot chocolate. Yes.
phải Khánh Linh lắm. Ok, được rồi, con ạ, con cứ nói tiếp đi. Nghe xe là xe không có mất tiền. Ok, hey, next one, cái này đúng không con? Đọc bằng nghiệp là catch. Carpet. Carpet. Yeah. Rusty. Cucumber. 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 Oh, wow. Cucumber. Salad. Cereal. Cereal. Honey. Honey? Yeah. Jam. Jam. Is it? Toast. 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 Mm. Curry and brown. Curry and rice, yeah? Chili. Chili. And lastly. Mango. Mango. Okay, thank you. Very good, very good. Rồi, có cái từ nào mà con thấy khó đọc nhất không? Cô chỉ lưu ý với các con là cái từ sô-cô-la ấy. Mình đọc có 20 tiết thôi, không phải là chocolate đâu, mà là chocolate. 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 Thế mới đúng nha. Có 20 tiết thôi, không phải là sô-cô-la đâu. Không phải là chô-cô-la. Không phải chocolate nữa nhá. Chocolate. Okay, very good. Next one. Okay, để cô xem nào. Bài này chúng ta sẽ tìm một cái từ nào đó ở trong bài mà đúng nghĩa với cả cái định nghĩa ở đây này. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ví dụ như là câu 0 nhá. This is the first meal of the day and it's called breakfast. Ok, breakfast là cái bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ok, các con, cô sẽ cho con một vài giây để mình có thể xem qua cái bài này. Sau đó cô sẽ gọi nha. Ok. Máy của con lag quá hả Thủy Tiên? Đấy, các bạn đừng có mi một lần thôi, mi nhiều lần vào không gọi đâu nhá. Ok. Cô ơi, mật mã của class Dojo là gì? Giờ này cũng còn chưa vào được class Dojo à con? Lê Hồng Ánh à? Rồi, để cuối giờ cô gửi cho con nhá. Con có Zalo à? Con có ở trong nhóm Zalo à? Cô sẽ gửi lại trên đó. Sorry, ok. Đức An, you are very polite. Right. Okay, number one. Rồi, cô sẽ không đọc đâu, cho con đọc nha. Kelly. Kelly lúc nãy cô gọi con chưa nói được đúng không? Cô gọi. À đâu, cô gọi rồi mà được. Thế thì phải chờ cô. Ngọc Thảo, Lê Ngọc Thảo. Okay, number one. Can you first read the sentence and tell me what it is, okay? It is mango. Đọc trước. This is sweet and you have it at the end of the meal. It's okay. Mango. Okay, mango. Maybe we can eat it at the end of the meal, but I need you to find me a word that is more general. Okay. What type of meal is this? What do you often eat after dinner, maybe? In general, okay? Not too specific. Đây là đồ ngọt này. Và con sẽ ăn cái món này. Không phải là món cụ thể đâu nhá. Mà là cái bữa này. Vào cuối cái bữa chính của mình. Thì chúng ta ăn gì? Đâu biết. Oh my gosh. Firstly, can you find it? Can you find the word in Vietnamese? What is that word in Vietnamese? Okay, so you finished your dinner. And what is after that? Cái món sau khi mình ăn những cái món chính ấy, gọi là món gì hả? Chè cay đúng không? Món gì? Kể cả bánh ngọt này. Bánh ngọt này hay là hoa quả này. Thì nó gọi là món gì? Bữa gì? Con không biết gọi nó là cái gì nữa. Không biết gọi là gì à? Tráng miệng. Đúng chưa? Chuẩn không? Đấy, món tráng miệng nhá. Món tráng miệng thì thường là những món ngọt và chúng ta sẽ ăn sau khi chúng ta ăn những món mặn ở trong bữa chính, đúng chưa? Ok, so you know dessert. Cô lại nói. Cô đang định nói. Ok, được rồi.
Thế con tìm cho cô cái từ đấy đi, ở trong bài đi, nó ở dòng thứ mấy và nó ở đoạn nào nào. Nhiều nhiều chữ cô cũng chưa tìm thấy đâu, rồi con tìm hộ cô được không? Ok, dessert. Ok, cô nói mất rồi. Gọi làm luôn. Buồn cười. Rồi. Nó ở chỗ nào đấy con? Để xem nào. Cô con cô tìm. À, cô tìm thấy rồi. Đầu tiên là nó ở đoạn thứ mấy nhỉ? Nó ở đoạn đoạn 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đoạn mấy? Bạn nào tìm thấy không? Đã bảo tìm thấy chưa? Rồi, dessert thì đúng rồi. Nhưng mà nó ở đâu á con? Ngọc Thảo có đang tìm được không con? Rồi. Cô bật lại mic cho con để con tìm nhá. Ok con. Là từ cái chỗ often for dessert we have. À, đúng rồi. Ok. Dessert. Ok. Dessert nhớ là có hai chữ S nha các con. Nếu mà có một chữ S thôi thì nó sẽ thành desert. Đúng không? Con biết desert là cái gì? Dessert và desert khác nhau đúng không? Một cái là món tráng miệng, một cái là gì? Đố biết. Đúng rồi. Sao mà? Cô biết ở đây cho đỡ nhầm nhá. Dessert khác với desert nha. Đây. Một cái là trọng âm là giống như thứ hai là dessert. Cái kia là sa mạc là desert. Ok. Thank you. Rất giỏi, rất giỏi. Cảm ơn các con. Number two. Đúng rồi, cảm ơn Cúc Trung, Phương Anh. Đúng rồi, chuẩn là sa mạc đấy con. Anh không lũng lại. Number two, bạn nào trả lời hộ cô cái nào? Bạn nào cô chưa gọi nhỉ? Mấy cô gọi Wendy, Wendy chưa nói được đúng không? Gọi cả con nhá, xem nói được chưa nhá. Wendy, are you there? Hình như con không bật được mic hả? Bật được không nhỉ? Alo, Wendy ơi. Bây giờ em không có đây rồi. Bạn nào nữa? Cristiano Ronaldo. Ok, number two. Nhanh nhanh thì chúng ta còn làm quiz nha. Mai cô có vài bài hay lắm. Cô thử bóng đá nổi tiếng ơi. Trả lời cô nào. Cristiano Ronaldo ơi. Không có đấy không? Chẳng bạn nào trả lời cô buồn quá. Thôi bạn nào muốn trả lời nhắn tin vào chat cho cô xem nào. Không thấy bạn nào nhắn nữa. À, là những gương mặt thân quen thôi. Ok, gọi lại bạn Tina nha. Rồi Đức An chờ cô câu sau. The answer for the sentence. Okay, first, can you read this for me? You have this when you don't need a big meal. Mm-hmm. You have this when you don't need a big meal. Yeah. So this meal must be small. A bit small, I think so. Okay, so what is it? It is a snack. Yeah, it is snack. Okay, so what is snack in Vietnamese? And where is it in... Okay, I'll just have a snack. Okay, snack là món ăn vặt đúng nào? Okay, thank you, Tina. Okay, so what do you often eat for snacks during the day, Tina? Can you say the question again? What do you often eat for a snack during the day? Let me see. Like rice with... Rice? Rice, it's snack? What? Oh, snack. I'm sorry. Ice cream? Candy? Ice cream? Candy? Yogurt? Yeah. Ooh, like okay. Very nice. Okay. Thank you. Thank you. Tiếp theo, bạn anh thung lũng có vẻ là muốn trả lời lắm rồi. Là cô cho câu thứ ba này. Okay. First, read this one for me and tell me what it is. You have this meal in the middle of the day. Okay, you have this meal in the middle of the day. What is it?
It is dinner. Dinner? Middle là giữa đúng không? Giữa ngày mình ăn cái gì con? Lunch. Okay. Lunch. Right. Okay. Rồi, Đức An. Thank you. Anh Thung Lũng nhá. Nó tên con là gì thế? Đây tên này đủ là gì ấy? Nói cho cô ấy. Hello. What is your full name? Bùi Trung Lâm. Bùi Trung Lâm. Okay, thank you Lâm. Đức An, thank you. Tắt mic giúp cô nhé. Lê Bùi Đức An. Okay, number four. Hello, teacher. You hello, okay. At the beginning of a meal. Yes, you have this at the beginning of a meal. What is it? I think. Là gì nhỉ? Cô cũng chưa biết đâu đấy. What is it? Soup. I know it is soup. What? Soup. Soup? So can we find the information in what? In where? Which I can find the... in the... This is a... Oh, the first ball, we have soup. I like happy soup. We face but chicken soup is good too. Okay, soup. For the first course, we have soup. Okay, let's check. No, it is first course. The first course. Okay, làm món đầu tiên. Thực ra là cái first course này dùng cũng được nhưng mà nó không được thịnh hành lắm ấy con. Mình sẽ dùng từ entree. Theo như kinh nghiệm xem MasterChef lâu năm của cô thì cô sẽ dùng từ này, không biết con có biết không, để cô thử biết ở đây nhá. Em có biết không nhá? Okay, we have entree. Viết như này luôn. Đấy, không phải. Entree. Đây là món khai vị. Okay. Nghe nó rất là Pháp ấy. Nghe nó rất là tiếng Pháp luôn. Ok, nhưng mà có thể là người Anh họ sẽ dùng cái từ là first course. Theo kinh nghiệm xem MasterChef lâu năm của cô thì cô sẽ dùng từ entree là món khai vị nha. Gordon Ramsay không phải là golden nữa đây. Bạn Huy Trường biết là golden à? Golden là gold vàng à? Ok, Gordon Ramsay viết như này nhá. Gordon Ramsay. Việt Ki nó đang hại cô. Ok. Gordon biết này không? Đúng rồi. Gordon Ramsay. Rồi, câu cuối cùng nhá. Thế là cô lại ngồi buôn chuyện rồi. Thầy Andres Lyon. Thầy cái gì đây? Thầy của... Ok, cô hiểu rồi. Rồi, bạn thầy gì đó ấy. Con tên là gì vậy? What is your full name? What is your full name? Đâu rồi? Unmute đi con ơi! Mở mic nào! Alo! Mở mic đi con! Tên là điều của con là Bùi Minh Dũng. Bùi Minh Dũng, hình như con là học sinh mới đúng không? Có phải thế đâu cô! Không phải á. Em học sinh cũ lắm rồi. Cũ lắm rồi. Thế là mọi lần con không để tên thật đúng không? Nên là không nhớ đâu ý. Có phải là để con để tên như là bạn Tina hay là bạn Lê Bùi Đức An thì có phải là cô nhớ không? Đấy. Cứ để mỗi lần một tên thì cô chịu đấy nhá. Rồi. Cô Năm đi con. Ok. Rồi đi đọc. Ok. Đọc cho cô trước nhá. This is the last meal of the day. This is the last meal. Day. What is it? Cuối cùng trong ngày. It is sandwich. Không phải là món ăn, là bữa ăn đấy con. Bữa ăn cuối cùng trong ngày. Không phải món cụ thể đâu. Bữa. This is
Dinner. Dinner, okay. Dinner is acceptable. But if we want to use the word in the paragraph, we use the word supper. Supper chẳng khác gì dinner đâu các con ạ. Nhưng mà người Anh họ hay dùng từ này. Đấy nhá. Okay. It is supper. Okay, thank you. So, what did you have for supper tonight? Today? Dũng? My favorite is Korean rice. Korean rice? Okay. Cô hỏi con là con vừa ăn gì tối nay? What did you eat for supper? Còn nhớ không? Thế hay ăn xong quên luôn rồi. Rice. I eat rice. Mẹ còn phải giúp hả con? Okay. Yeah. Ngoài rice thì còn cái gì? Meat. Meat, rice and meats. What type of meat is that? Chicken, pork, beef, fish. Pork. Pork. You love pork. Okay. Thank you. Thank you. Rồi. Mấy giờ rồi? Rồi, đến lúc chúng ta làm quiz nhá. Chờ cô. Ý. Đâu rồi. Được không một tẹo. Share screen. Where is it? Hôm nay cô có hai bài. Cô chuẩn bị hai bài. Nhưng mà để xem là chúng ta có đủ thời gian để làm cả hai không nhé. Rồi. Chúng ta lại được xem video nha. Các con thấy chứ? Con thấy chứ? One hạt cơm. Người lạ ơi là bạn nào thế? Các con phải để tên thật thì cô mới biết được. Cô mới nhớ cô gọi. Rồi, chúng ta tập trung vào cái bài này nha. The first one, so this one is odd one out. There are four things and you have to pick the one that is different, okay? So the first one, we have lollipop, chips, candy cane and candy. Ôi đừng có nhắn vào đây, cô nhắn vào cũng được nhưng mà cô tất nhiên là cô sẽ muốn hỏi các con, cô sẽ muốn gọi các con rồi. Rồi, nào bạn nào muốn trả lời nào? Quyền đúng không? Of course you have to tell me the reason why you think that it is different, okay? Bảo Quyên. Bật mic cho nhé. Yeah. So which is the odd one out? Bowl is wheat, but only chips is... Okay, so it is... Chips. Why? Because? Can you tell me again? Yeah. Lollipop, candy cane, all is sweet. Okay. Yes. And chips is not sweet? Yeah. Okay. So what does it taste? How does it taste? It doesn't taste sweet. So how does it taste? Salty? Right? Okay. Yeah. Okay. Chips is a savory food. And lollipop, candy cane, and candy are sweet. Okay. Thank you. Thank you, Bảo Quyên. Next one. Ok, một bạn. Hoàng Giang ơi, con đi nhiều quá. Elsa là bạn nào đây? Ok, first
Firstly, tell me your full name, please. What's your full name, Elsa? My full name is Nguyễn Hải Băng. Nguyễn Hải Băng. Okay. Hello, Hải Băng. Very nice name. Okay. So tell me, which is the odd one out? Pepper, eggplant, cherries, and beetroots. I think so, cherries. Okay, you think it's cherries? Okay, can you tell me why? I don't know. You don't know? Yeah. So why? You just guessed the answer? Okay, thank you, Elsa. Yes, it is cherries. But can someone tell me why? Thank you, Elsa. Thank you, Hải Băng. Emma, cô chưa gọi con hả? Được rồi. Đây, cô gọi con đây. Okay, can you tell me why cherries is the odd one out here? Because the pepper, eggplant, and beetroot are vegetable. And vegetables, yes. Cherries are the type of fruit. Okay. Yes. Thank you very much. Yes. Okay. Em mà đừng tắt mic vội. Cho câu hỏi. Pepper là quả gì? À đâu là? Ừ, nó là cái gì trong tiếng Việt đấy? Con tắt mic mất rồi. Mở lại. Yeah. Pepper là gì con? Dạ là ớt chuông. Đúng rồi, ớt chuông. Hoặc là mình còn có một tên cho nó là bell pepper. Bell là cái chuông ấy. Còn ớt chuông thì là bell pepper. No. Okay. How about eggplants? Eggplants. Yeah, cà tím. Đúng rồi, cà tím đây. Cái quả cà tím đây. Okay, và cuối cùng là beetroot. Yeah, là củ cải. Đúng rồi, củ cải đỏ nhá. Củ cải đỏ. Okay. Thank you. Đúng rồi. Cảm ơn Emma nha. Quên đấy, cô không gọi con. Cô chưa gọi con nhưng cô đã gọi rồi. Ơn con rất là nhiều. Okay, cherries are vegetables. Next one. Pay attention. Okay, we have cake, hamburger, hot dog, and bread. Anh bảnh đó bạn nào. Ok con. Và những cái tên rất là độc vừa lạ đúng không? Ok. First, what is your full name? What is your full name? What's your real name? Ok, what's your name? What's your name? Anh Bảnh. Trời ơi, con ơi, tên con là gì thế? Không spam nữa con ơi. Không spam nữa, máy các bạn khác bị lag ấy. Không theo dõi được ấy con ạ. Nào, anh Bảnh con đã mở mic rồi, con có thể nói cho cô tên của con là gì không? My name is Bùi Tùng Lâm. Bùi Tùng Lâm, nghe quen thế. Có phải là mọi lần con cũng học cô đúng không? Nhưng mà hôm nay con để tên khác đúng không? Rồi, ok. Okay, so which is the odd one out? Cake, hamburger, hot dog, and bread? Cake. Cake, okay. Why? Why is it the odd one out? Because it is not fast food. It's not fast food? Okay, maybe hamburger and hot dog can be called fast food, but bread, I don't think so. Okay, in general, cake is a type of sweet, right? And hamburger, hot dog, and bread is kind of a savory food. Okay. Thank you. Have you ever eaten hot dog? Oh, lại tắt mic mất rồi. Okay. What are the ingredients in a hot dog? It is sausage and bread. Sausage and bread. Okay. Very good. Do you often eat hot dog with some sauce like mayo or ketchup or chili sauce? No? Hello. No. Okay, I often eat it with
some chili sauce and maybe ketchup. Very good. Okay, thank you. Mình có cái thấy cái từ savory trên bảng nữa con. Savory là món mặn nhá. Món mặn. Okay, mình không gọi là salty đâu. Salty chỉ nói về cái vị của nó thôi. Nhưng mà mình nói chung nữa cái món ăn mặn ấy thì mình sẽ dùng từ savory. Okay. Rồi, tiếp theo. Okay. Landa, Landa là bạn nào? Nghe lạ quá. Mấy lớp mình khá đông ấy. Thế là có vài bạn mới đúng không? Hoặc là con thay tên cô không biết luôn. Ok. Landa là bạn nào có thể mở mic giúp cô được không? Cô hỏi tí. Đâu rồi? Mở mic rồi. Mở mic ăn. Thôi nhá, tôi có gọi bạn khác nha. Liêu Minh Quân nè. Mở được mic chưa? Có. Bạn nào nghe thấy cô không? Sao không có bạn nào trả lời cô thế? Liêu Minh Quân có mở được mic không? Ôi, phát ra mất rồi. Ok, gọi bạn khác nhá. Trời ơi, bạn Yamato. Bạn lưu ý là mình không spam quá nhiều và để ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp nha con. Yes. Ok, được rồi, cuối cùng có một bạn trả lời cô rồi. Cô nghe hiểu tiếng động. Which is the odd one out? Cake, pie, donut, or ice cream? Yamato có tên là gì thế? Hello. 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 Yeah. Okay, Yamato đúng không con? Okay, what's your name? What's your name? Tell me your name. Ok, nếu không muốn bảo cô tên của con thì con làm câu này giúp cô vậy. Cái nào là cái đồ mà nó khác cái đồ còn lại. Ok. Cake, pie, donut or ice cream? It's ice cream. Ok, why? Why? Why is ice cream different from the others? Why? Why is ice cream different from the other ones? Because ice cream is not. Ice cream, yes. Ice cream is cold, right? Ice cream is cold and the others are just cake, just sweet and it's not cold. Okay, thank you. Dù không biết tên con, thank you Yamato. Đúng là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để cho second quiz được rồi. Mình còn tận 3 câu nữa. Rồi, phấn râu gì hả con? Hai ai trong lớp bên này? Người nổi tiếng à? Rồi, phấn râu dề nha. Ok. Which is the odd one out? Apple, orange, potato or strawberry? Ok. Potato. Phải tên là Huấn không đã? Potato. Tên con phải là Huấn không? Yes. Okay. Hello. Are you new? I think you're new. Okay. I choose potato. You choose potato? Why? Why? Because it is not fruit. Okay, potato is not fruit. Is a type of... Potato is a kind of what? It's a type of vegetables, right? Okay. Yay! Được rồi. Next one. Phải đi nhanh, hôm mình cũng sắp hết giờ rồi.
Wow. Cô nghĩ cái này dễ đấy, đúng không? Dễ nhưng rất dễ đói nhá. Rất là dễ đói. Ok. Thúy An là bạn nào nhỉ? Ok, có thể làm giúp cô câu này được không? Mấy bạn cô còn chưa kịp gọi cơ. Trời ơi, rất xin lỗi các con. Ok, Thúy An đúng không con? Ok, so which is the odd one out? Pizza. Pizza, ok. Why? Yes, pizza. Mm-hmm. Because pizza is not food. Okay, pizza is not a type of meat, right? Yes, a much food. Okay, it's not a type of meat. So we have first, we have fish. Món cá này. Steak là món gì nhỉ? Steak là món nướng. Steak là bít tết. Bít tết. Ừ, đúng rồi. Và cuối cùng chúng ta có chicken là món gà đúng không nào? Ok, pizza yes. Không phải là một loại thịt. Ok, đúng. Ok, thank you Thúy An. Thank you. Pizza. Thank you. Ok. Cuối cùng, cùng gọi bạn Phương Kenna nhá. Cô nhìn thấy con từ đầu mà cô chưa kịp gọi á. Ok. Hello Phương. Hello teacher. Okay, so which is the odd one out? A cup of coffee, a mug of coffee, a bottle of water, or takeaway coffee cup? A bottle of water. Yes, a bottle of water. Okay, so what is the reason why that this bottle of water is different from the others? Lý do là gì ạ con? Sao nó lại khác? Because a cup of coffee, a mug of coffee, and a takeaway coffee cup are coffee. Okay, đúng rồi. Cũng là một cách trả lời á, cũng là một lý do. Okay, cách trả lời của cái bài này thì nó sẽ là water bottle cannot contain hot coffee. Đúng không nào? Nếu mà cái cà phê nóng thì mình chỉ có thể cho vào các cái loại cốc cốc sứ hoặc là cốc thủy tinh thôi thì mình mới thể cho cái đồ nóng vào được. Còn nhớ nhá là đừng có cho đồ nóng vào trong chai nhựa con nhá. Cái chai nó sẽ bị co lại và nó sẽ bị biến dạng luôn đấy. Ok. Thank you Phương. Chúng ta còn 1 phút. Được rồi. Cô biết là cô sẽ phải làm gì rồi, cho con làm quiz mà. Nhưng mà sẽ rất là nhanh thôi và cô sẽ không chữa nó. Con chỉ làm thôi nhá. Ok. Nếu như con muốn ở lại, còn muốn ở lại lớp thì làm cùng cô. Cũng ngắn thôi. Đâu rồi? Chết rồi. Sign in á. Sao nó bắt mình sign in nhỉ? Chưa cô. Ok. Rồi, nó đây. Làm nhanh nhá, nhanh thôi. Buổi sau cô cho làm lại. Cô cho làm lại cho nó hoàn chỉnh. Ok, rất là nhanh rồi. Nào cực kỳ nhanh cô nhá. Mình chỉ có rất ít thời gian thôi. Cố lên, nào nhanh giúp cô. Muốn không sao, cô còn nhiều thời gian được. Ok, nhiều luôn nhá. Nay lớp mình có 45 bạn. Rồi. Cô mong là con sẽ vào hết nha. Là một người nữa nha, đừng có nhiều nha, đừng có vào hai lần nha, cô biết đấy. Đáng lẽ hôm nay chúng ta có thể học nhiều về các loại thực phẩm hơn qua cái thông qua cái quiz này, nhưng mà không đủ thời gian ấy. Mạng yếu quá cô ơi. Rồi không sao. Con cứ vào đi. Đợi, cô đợi. Mạng yếu quá nhưng mà tên con là gì vậy? Sao lại nhiều số thế? Điện thoại à? Mạng của cô hôm nay cũng khá là ổn đấy, không đến nỗi như hôm trước. Giật lát. Kinh luôn. Khi nào bắt đầu vậy cô? Có 26 bạn vào rồi. Chờ một chút các con nhé.
chuẩn bị bắt đầu. Mà một vài giây nữa. Con là Liêu Minh Quân. À, có phải lúc nãy con vào nhưng mà không vào. Xong rồi bị thoát ra đúng không? Cô định gọi con thì con bị thoát. Máy con chưa tải xong. Không sao. Cô gửi lại link nhá. Không là nó lại trôi đi mất. Được, Ngọc Thảo con xem cũng được. Không cần chơi đâu con, buổi sau cô cho chơi lại, buổi quên chơi khác nhá. Nó cứ xoay à? Thế cô bắt đầu nhá. Dù sao để buổi sau cô cũng cho chơi thôi. Hôm nay chúng ta nhát thử nhá. Đổi cái theme này được không nhỉ? Hơn. Ôi, nhanh quá. Có 20 câu đấy, cũng khá là dài đấy, con cứ làm. Nhớ là giữ streak nha. Hoàng Giang giỏi quá. Ôi, gửi link à? Gửi link này. Những bạn nào mà giữ streak này còn chưa bị sai thì rất là có nhiều khả năng được lên top nhá. Dần dần accuracy nó rất là cao nè. Có vài hình đồ ăn ngọt quá. Lê Ngọc Ánh á. Wow wow wow. Cô mong là con sẽ giữ được cái vị trí này. Giờ này dễ không? Dễ quá sao nhỉ? Ok, Lê Ngọc Ánh, có vẻ là con sẽ đứng ở đấy rồi. Ngọc Ánh lại chỉ có số 11 nhỉ? Đi sai ở đây không nhỉ? Ok. Rồi, vẫn còn làm tiếp. Cố lên. Yamato sao con? Có 5%. Sao con? Ok. À, Đức A được 85% à? Ok, Ngọc Ánh được bao nhiêu đây? Con không hiện phần trăm gì. Okay. Hiện tại cô không biết là gì sao bạn Ngọc Ánh lại có số 11 nhưng mà lại được nhất nhỉ? Các bạn khác 18 này. Thế có gì nó bị sai sót đây không? Có thể đấy là streak cao nhất. Rồi, cô đợi nó bạn Đăng Minh làm nốt nhá. Thanh Thư làm nốt đi con. Thì An nữa. Phát Sơn. Ok, vẫn đang làm. Nhanh nhắc các bạn. Mong là các con đã ăn tối rồi và không bị đói sau khi làm quiz này nha. 55% cô ơi. Vì nhanh. Nhanh à? Nhanh quá. Vì nhanh.
nghĩa là bạn Ngọc Ánh làm nhanh cho con thì con là thế. Rồi, cô dừng nhá, cô dừng đây nhá. Bạn Hoàng Anh Tuấn muốn làm nốt không nào? Con mà làm nốt là có khi con lại lên top đấy. Tuấn Anh ạ, anh Tuấn ạ. Nhanh đi con, cô đợi mình con này. Làm chậm cũng là một cái không phải gọi là lợi thế đâu, thôi là mình ở dưới đấy, mình chỉ có thể nhích lên một tẹo thôi. Đừng ai lấy top 10 của tôi. Muốn check thấy top 10 là những bạn ấy à? Ảnh này, Minh Quân này, Khánh Nam, Emma, PH là bạn nào từ đợt trước cô không biết tên, bạn đứng top nhưng không biết tên. Bạn PH là bạn nào đánh vào trong chat cho cô với, biết là bạn nào. Hoàng Giang này, Đăng Minh này, Hoàng Anh Tuấn, lấy Hoàng Anh Tuấn lên 8 này, Bùi Mai Mai và bạn Madsen. Ok, cô dừng nhá. Rồi, yên tâm buổi sau cô cho chơi lại, buổi sau cô chữa luôn. Hôm nay cô không có đủ thời gian để chữa, chỉ cho con làm được thôi nha. Ok, đi qua các question, không đi qua các question mà đi qua các hình ảnh của các món ăn. Ok, một cheesecake này. Wow, soup, sushi, cupcake, marshmallows, chicken wings. Oh my gosh, chicken wings, potato chips, french fries, hot dogs. Wow, ok, cô không chịu được nữa rồi. Ok, cô phải đi ăn đây. Sau buổi học này cô phải đi ăn đây. Ok, cảm ơn các con đã tham gia lớp với cô nha. Buổi sau cô sẽ cho các con làm lại cái quiz đó, mong là cái điểm số của con nó sẽ cải thiện hơn, đúng không nào? Ok, so it is the end of our class, so I hope you have fun. Ok, I hope you have fun. Goodbye. And goodbye, see you in our next lesson. Bye bye. Have fun.